Thứ sáu ngày mùng 6 tháng 5, ngày lục tài nhưng chê bai tí xỉu. Thứ sáu sáng cực lành, mọi việc nên làm nhanh, chiều nghỉ ngơi vui là chính quý vị ạ. Ngũ hành nhân mệnh là thiên thần hỏa, ngày kỷ mùi thì can chi tương đồng vì đều là thổ, trực ngày là trực mãn. Đây là thời điểm được xem là chín mùi, khi vạn vật đạt đến cái sự đầy đủ và trọn vẹn. Thì từ mãn được hiểu là sự thỏa mãn, mãn nguyện và mọi mong muốn đều được đáp ứng. Do đó ngày có trực mãn thành khai thì sẽ rất là tốt nếu thực hiện những cái công việc đang vào cái giai đoạn phát triển, và rất hợp với những cái việc cầu tài, cầu phúc và tế tự. Ngày này còn có sao cang chiếu. Thường sao cang chiếu thì kiêng nhiều việc, nhưng gặp ngày mùi tuổi, những cái tuổi mà không hợp với ngày này chỉ nên tránh các việc chôn cất cưới gà mà thôi. Về tổng quan thì thứ sáu là một ngày tốt, không phạm kỵ gì lớn. Ngày cơ bản tốt, nhưng tất nhiên thì vẫn có những cái tuổi không hợp với ngày. Thành ngày là thiên thần hỏa thì kỷ với tuổi là quý sửu, ất sửu. Xung ngày có tuổi đinh sửu, ất sửu, xung tuổi sửu. Ngày thì hình tuyệt với tuổi sửu, hại tí, phá tuất. Và đáng lưu ý là ngày này là tam sát kỳ mệnh với các tuổi thân tí thìn. Các tuổi trên còn gặp các sao xấu như là thiên cẩu, thiên tặc, phủ đầu giáp, kỵ xây dựng nhà cửa, đào ao, khởi tạo, sao tế tự, xấu đối với về nhà mới, khai trương, nguyệt yếm đại họa, và sao cửu không thì là xấu đối với là xuất hành và cưới hỏi, cầu tài lộc. Còn có sao tam tang và quả tú thì là xấu với cưới hỏi và an táng rồi. Các tuổi hợp với ngày, ngày mùi thì lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi. Ngoài ra thì ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim, nhưng các tuổi như là tú dậu và ất mùi cũng thuộc hành kim, nhưng mà nó lấn át được cái hành hỏa trong ngày này. Các tuổi này được các sao tốt chiếu như là nguyệt tài, thiên phú, lộc khố là tốt nhiều việc, nhất là cầu tài lộc, khởi công, đồng thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, giao dịch và mua bán ký kết. Có sao minh đường hoàng đạo, nguyệt ân, ngũ hợp, ích hậu thì tốt nhiều việc, nhất là về cưới hỏi. Đây là ngày mà các tuổi nói trên có thể tiến hành các công việc quan trọng. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Tử Vi Ông Đầu, ủng hộ ông đầu quý vị ạ. Về xuất hành thì theo lục diệu khổng minh thì đây là ngày bảo thương. Các tuổi hợp ngày xuất hành thuận lợi, gặp người lớn mở lòng, làm việc đều thuận theo như ý muốn, áo phẩm vinh quy, nói chung làm mọi việc đều tốt lành. Và xin lưu ý thứ sáu cũng là ngày tốc hỷ, thì buổi sáng rất là tốt, buổi chiều thì có nhiều hung tinh hoạt động mạnh, mọi công việc nên kết thúc trước khi sang giờ mùi là đẹp quý vị ạ. Chúc quý vị một ngày đẹp, an vui. Xin chào và hẹn gặp lại.